Ta tạo đoạn thẳng bằng các thuật toán điểm khác. Tạo một khớp ở giữa và xác định các điểm chia. Sau đó chiếu các điểm chia vào hai khớp bên ngoài. Điều chỉnh hai khớp cong mạnh hơn. Xóa bộ thuật toán cũ. Nhập khớp ở Command Line, Enter. Tạo một khớp ở giữa. Bỏ bắt điểm để dễ thao tác hơn. Tiếp theo dùng công cụ Divide khớp. Có nhiều công cụ Divide ở tab khớp trong panel Division. Contour, chia khớp theo điểm và hướng. Dash Pattern, chuyển khớp thành Dash Pattern. Divide khớp, chia khớp thành các phần bằng nhau. Divide Length, chia khớp theo một giá trị độ dài. Divide Distance, chia khớp theo các khoảng cách bằng nhau và các công cụ cho phép chia khác. Chọn công cụ Divide khớp. Nhấp phải, chọn Set One khớp. Nhập khớp ở giữa vào tham số C. Ta có 10 phần chia, vì tham số N có giá trị mặc định là 10. Dùng công cụ Number Slider ở tab Param trong panel Input. Có thể nhấp đôi vào nền canvas và nhập Slider, công cụ Number Slider ở đây. Hoặc có thể nhập trực tiếp 1, nhỏ hơn 10, nhỏ hơn 100. Enter. Ta có thanh Number Slider mang dãy giá trị 1 đến 100, xuất giá trị 10. Thiết lập giá trị này vào tham số N. Ta sẽ tạo các đoạn thẳng với hai điểm xác định, từ thuật toán chiếu hoặc kéo một đối tượng và một đối tượng khác. Ta chiếu tất cả điểm chia vừa tạo vào hai khớp ngoài. Đoạn chiếu từ điểm chia đến khớp là đoạn thẳng ngắn nhất. Sau đó từ hai điểm vừa chiếu, ta tạo một đoạn thẳng. Trong Rhino, dùng lệnh Pull để chiếu các đối tượng lên bề mặt. Tương tự công cụ Pull Point của Grasshopper, nhấp đôi nền canvas, nhập Pull, chọn công cụ Pull Point. Ta thiết lập các điểm chia cho tham số P của component Pull Point. Nhấp chuột phải tham số G, chọn Set One Geometry, chọn đối tượng được chiếu đến, có thể chọn khớp, Surface, Mesh, Point, v.v. Chọn khớp, ta có các điểm được chiếu từ các điểm chia. Tương tự với khớp còn lại. Ta vừa tạo các cặp điểm chiếu. Sẽ có các khoảng trống, vì các điểm chia không chiếu đến. Các điểm chỉ chiếu đến những vị trí gần nhất trên hai khớp. Có thể thay đổi hình dạng của hai khớp để các điểm xuất hiện ở các khoảng trống nhiều hơn. Hình dạng khớp sẽ thay đổi vị trí các điểm được chiếu. Tham số P, xuất tọa độ các điểm chiếu. Tham số D, xuất độ dài đường chiếu. Dùng công cụ Line, thiết lập các điểm chiếu vào tham số A và B. Ta có các đoạn thẳng từ các cặp điểm chiếu. Đổi giá trị thành Number Slider để thay đổi số lượng các phần chia. Để nối hai điểm chiếu qua một điểm chia, ta có thể dùng arc. Arc là một phần của đường tròn với các bán kính khác nhau, ta sẽ có một arc đi qua ba điểm. Nhập lệnh arc vào thanh Command Rhino, Enter. Với option mặc định, chọn một tâm điểm và một điểm xác định bán kính, sau đó chọn điểm kết thúc. Option Start Point, chọn một điểm, chọn Direction và chọn một điểm xác định hướng tiếp tuyến, sau đó chọn điểm kết thúc. Khi không chọn Direction, ta xác định điểm bắt đầu và kết thúc, sau đó xác định điểm giữa. Ta sẽ áp dụng cách này với công cụ Archivoid của Grasshopper. Điểm bắt đầu và kết thúc là hai điểm chiếu, điểm giữa là điểm chia. Ta đến tab khớp, trong panel Remative có các công cụ cho Line, Circle, Arc và Polygon. Ta đến các công cụ tạo arc. Công cụ arc tạo arc từ một mặt phẳng, một bán kính và một góc. Archipoint tạo arc qua 3 điểm xác định. ArcSED tạo arc từ một điểm bắt đầu, một điểm kết thúc và một hướng tiếp tuyến. ByArc tạo cặp arc bằng các điểm và các tiếp tuyến. Cách này Rhino không có. Tension arc tạo arc bằng tiếp tuyến giữa hai vòng tròn. Ta dùng Archipoint. Tham số A cho điểm bắt đầu, tham số B cho điểm giữa và tham số C cho điểm kết thúc. Đầu ra có tham số A xuất giá trị các arc. Tham số P xuất giá trị các mặt phẳng chứa arc. Tham số R xuất giá trị các bán kính của arc. Xác định 3 điểm cho component Archipoint, tương tự component Line. Thiết lập các điểm chiếu vào tham số A và C. Sau đó thiết lập các điểm chia cho tham số B. Ta vừa tạo các đoạn arc từ 3 điểm xác định. Thay đổi số phần chia, các arc sẽ thay đổi số lượng và hình dạng.
Đặc biệt đoạn arc này thẳng do độ cong quá ít. 3 điểm gần như thẳng hàng. Điều chỉnh hai khớp chứa các điểm chiếu, các đoạn arc sẽ thay đổi theo. Có thể làm những việc này trong Rhino, nhưng sẽ không thể dễ dàng thay đổi các tham số. Với Grasshopper, sau khi thiết lập thuật toán, ta chỉ cần các thao tác đơn giản để thay đổi tham số. Hết bài 3.